Hôm nay là ngày 22 tháng 9, ngày mà nhà xuất bản trẻ sẽ chính thức phát hành tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên toàn quốc, Mùa hè không tên. Lần này thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trở lại với đề tài tuổi thơ và những câu chuyện tại làng Đo Đo của quê hương miền Trung, cũng như là trong tình yêu thương lớn dần theo năm tháng của các nhân vật. Thông qua đó là thông điệp quen thuộc, khơi dậy khao khát sống đẹp, sống tử tế. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng sẽ là khách mời của chương trình Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi. Vì vậy, tôi muốn đặt cho nó một cái tên để nó không giống với những mùa hè khác trong đời tôi mỗi khi tôi nhớ về. Tôi định gọi nó là mùa hè chia tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay sến sẩm một chút là mùa hè có mây tím bay. Nhưng rồi tôi thấy không cái tên nào thực sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ nếu cần phải có một cái tên thì tôi sẽ đặt cho nó tên là Mùa hè không tên. Cái tên Mùa hè không tên gợi ra rất là nhiều cảm xúc, gợi ra rất là nhiều kỷ niệm nơi bạn đọc về một cái mùa hè mà mình chưa biết gọi tên nó như thế nào, về những cái kỷ niệm, cái thời thơ ấu của mình. Trở lại với làng Đo Đo và những con người lớn lên từ làng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa khiến độc giả thổn thức bởi ký ức tuổi thơ về những ngày thơ dại. Nhà văn có hai câu thơ là chim bay về phía xa xôi, trang sách níu ngày thơ dại, thì đúng như cái hai câu thơ này là tác phẩm đã giúp cho chúng ta trở về với tuổi thơ của mình, và đồng thời là thông qua những câu chuyện, những nhân vật trong sách thì chúng ta cảm nhận được một cái cuộc sống rất là đáng yêu, rất là thơ mộng, rất là lãng mạn. Đi cùng nhà văn qua những trang chữ và cảm nhận được một cái dòng suối rất là ngọt ngào. Đôi khi Quyên dùng những cái từ như là một bát nước lành, một cái làn gió mát qua tim, một cái bãi cỏ ngọt, để mà người ta có thể là cảm nhận cái câu chuyện đó rất chậm, rất sâu, nhưng cũng có thể bật cười, cũng có thể rưng rưng. Lần này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ không có những buổi ký tặng sách cho bạn đọc như thường lệ. Thay vào đó, ông đã ký sẵn 3.000 bản sách sẽ được dành cho 20 điểm phát hành trên toàn quốc. Và thưa quý vị khán giả, trên tay Phương Thảo chính là Mùa hè không tên, ấn phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính thức phát hành vào ngày hôm nay, 22 tháng 9 trên toàn quốc. Và Phương Thảo xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Xin chào anh Ánh ạ. Chào khán giả truyền hình Quốc hội. Tại sao trong ấn phẩm lần này mình lại chọn quay trở về với ngôi làng quen thuộc của mình như vậy ạ? Cái làng Đo là cái làng nơi tôi sinh ra mà, mình lớn lên ở đó, là tới một cái thời khoảng 8 tuổi. Mình rời bỏ cái làng quê của mình đi tới những nơi khác mình sống. Đó là những năm tháng đầu đời, cho nên để lại rất là nhiều kỷ niệm. Sau này dù lớn lên bao nhiêu tuổi đi nữa thì những cái kỷ niệm đó nó không có phai mờ. Thành ra mỗi lần nhớ về cái thời ấu thơ thì tôi thích viết truyện có bối cảnh làng Đo Đo. Lần này thì cũng vậy thôi, cũng là cái làng đó, nhưng mà mình khai quật thêm những cái vỉa tầng khác của ký ức, mở rộng thêm những chiều kích mới, những nhân vật mới và kể những câu chuyện mới. Tôi viết về những nhân vật người lớn nhiều hơn, những tình tiết, những cái kịch tính trong cuộc đời, những cái éo le. Qua cuốn sách này thì cái làng Đo Đo nó hiện lên một cách nó rõ nét hơn. Thậm chí có thể nó xuất hiện với tư cách một nhân vật. Làng cũng là một nhân vật. Giống như là tôi theo dệt một cái bức tranh về làng Đo Đo. Và mỗi nhân vật, mỗi tình tiết, mỗi số phận nó giống như là một cái sợi chỉ màu để dệt nên cái bức tranh theo về cái làng quê thời nhỏ thôi. Ít nhất thì đây là lần thứ ba mùa hè được gọi tên và được đặt tên cho tác phẩm của mình sau Hạ Đỏ, sau 7 bước tới mùa hè. Không biết vì sao mình lại có một cái sự ưu ái như vậy dành cho mùa hè. Mà với tuổi học trò thì mùa hè nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Mùa hè thường là mấy bạn hay viết gì lưu bút ngày xanh nào đúng không? Mùa chia tay nè, mùa chia tay có thể là sang năm gặp lại, mà cũng có thể sang năm không gặp lại. Kể cả những cái chuyện tình cảm của học trò nữa, nó cũng hay gắn vào mùa hè. Người ta rồi mất biết đó, nhân vật Nhạn Hà Lan thì sau một mùa hè thì lên thành phố học cấp 3 thì nó xảy ra rất là nhiều chuyện biến động trong cuộc đời.
Thậm chí tôi nhớ là trong cái truyện đó tôi có viết một bài thơ về mùa hè, về hai nhân vật này. Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè, sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng. Muốn tặng em một chùm phượng thắm, tôi nhờ mùa hè bẻ hộ tôi. Bẻ hộ tôi một nỗi nhớ xa vời, cắm xuống đất để mọc lên trái đắng. Chút tình tôi thầm lặng hát thành lời, ve kêu. Gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu, khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại. Lúc ấy em có là cô gái, đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em. Đó là cái bài thơ mà rất nhiều bạn đọc cũng mất biết thì vẫn còn nhớ. Tất nhiên là trong cái chuyện đó thì đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em, nhưng mà không biết là đốt ấm lòng tôi hơn đốt rượu đời tôi thì chưa biết, nhưng mà nó xảy ra vào mùa hè. Anh Nguyễn Nhật Ánh thì vừa mới đọc một bài thơ, và thực ra thì trong các cái tác phẩm của anh Nguyễn Nhật Ánh thì thơ cũng là một cái đặc sản mà độc giả rất là mong chờ. Thế thì không biết là với Mùa Hè Không Tên thì cái chất thơ trong tác phẩm mới nhất này của mình nó sẽ như thế nào ạ? Tôi sử dụng khá nhiều những câu thơ, cái chương nào mà thấy cần có một hai câu thơ làm đề từ cho cái chương nó có chất thơ hơn thì tôi cứ đưa vào trong này. Riêng cái quyển sách này để ngay cái trang đầu tiên thì tôi có viết một bài thơ. Qua đó có thể hình dung được tại sao tôi viết cuốn sách này, viết trong hoàn cảnh nào và trong cái nỗi nhung nhớ nào. Thì cái bài thơ đó là bài Hồi Đó. Hồi đó con gà còn là quả trứng, cơn mưa còn là đám mây, người yêu chưa là người yêu cũ, tôi chưa là tôi hôm nay. Hồi đó thứ hai còn là chủ nhật, mưa thu còn vướng gió hè, con kiến còn kẹm con ve, ông La Phong Tên chưa chết. Bây giờ thì tôi đã biết, thời gian lăn bánh mất rồi, chim bay về phía xa xôi, trang sách nếu ngày thơ dại. Thì những cái trang sách viết về tuổi thơ của tôi nói chung và trang sách Mùa Hè Không Tên này nói riêng là một chiếc vé để giúp, trước tiên là giúp người viết quay lại cái thời thơ dại của mình. Thành trang sách nếu ngày thơ dại là vậy. Trước nay tôi vẫn nói là mỗi lần nhớ đến cái tuổi thơ là mình, tôi cảm thấy nó xúc động, cảm thấy cái gì nó thổn thức, nó tiếc nuối, vì mình biết là cái sân ga tuổi thơ là khi mình đã rời đi thì mình không bao giờ quay lại được nữa. Chuyến tàu thời gian thì không bao giờ có vé khứ hồi, cho nên tôi viết những cuốn sách để kéo tuổi thơ gần lại. Cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rất là nhiều. Thứ nhất là về tác phẩm mới mà anh tiếp tục có một cái cuộc hẹn mỗi năm một tác phẩm với độc giả của mình, và mong rằng là sức sáng tác và những cảm hứng sáng tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì cũng sẽ tiếp tục không ngừng để độc giả tiếp tục sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay. Cảm ơn Phương Thảo, cảm ơn khán giả trên cái hội đã theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ. Thưa quý vị khán giả, có nhiều cách để chúng ta có thể trở về với tuổi thơ của mình, đúng không ạ? Đó có thể là việc chúng ta sẽ đọc những trang sách nói về tuổi thơ, viết về tuổi thơ, như là Mùa Hè Không Tên mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau có dịp được chia sẻ với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân dịp cuốn sách được phát hành trên toàn quốc. Đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt ạ.